Cổ Vương đang dòng chọn xe nha anh em. 10 con. Thì Bình Thọ hai anh em đua nhau Thanh ơi. Dạ. Không năm và 40 đang phát hộ bắt nhau đang phát hộ xe con nghe như là những cái lịch tốt xe bắt giờ vòng đông này so bắt trường nãy giờ mấy này không có cái đời đang thấy con nào có con ba nè có thời gian đầu rồi con muốn ông ba đó rồi giờ cái xe tầm 50 nó mà qua là cái dốc nó mà qua được cái dốc này là nó có thể đủ đối tượng con này nó đều ba nó chậm lắm lấy xe con nó lên nó phải 40 nhưng mà khi nó đủ được trong khi thi đấu 10 chú chim rất đều, có người ta đã thấy rất rõ chú chim từ giai đoạn đầu đã gián đoạn và chậm nhất cái cuộc chiến trận đấu đó là chim 003 dừng chơi đầu tiên. Với những chú chim còn lại đều đấu, những chú chim đầu tiên phải dừng cuộc chơi là chú chim 48. Chú chim này múa giai đoạn đầu rất lâu ở giữa vô chơi lại, nhưng càng về sau chú chim này xù và thái độ đấu vô ở cái bầu càng sâu có nội trợ hơn chú chim cành 48 dừng cuộc chơi. Lúc mà cũng như đồng đại lúc mà nghĩ để em chụp hình xe thôi nhá. Ai gọi Hiếu và xin xuống đi cũng được. Còn một cái tết số 529 đi trước, 40 số 6 đi sau, chưa. Còn lại giải quyết lượt đấu thứ hai bắt đầu. Được thứ hai bắt đầu còn 8 chim không sao đeo heo vũ dương là vô đeo heo đó em mừng nó nằm biên dễ mệt lắm đeo heo vũ dương được đeo heo đó là ba lên rồi mình đeo heo đó là ngon bốn mươi không năm đang cấp nha đang cấp nhà mình là nó rất là tươi nha mười bốn mười bốn xe ghi điểm
19 so với nhịp cầu các bạn dân mình ở hiện tại cho đến 19 thôi nha. Thôi con, nhẹ thôi, đừng có chạy quá. Được không? Phải chắc chân nha. Dạ. Rớt cái chắc. Chụp được chắc nha. Nhớ cái cầu chỗ nào nha. Té hai lần rồi nha. Té hai lần rồi, giải đắp lắc té một phát. Giải hai lần kiểu đó. Dạ. Mà sao về em đổi rồi, cắt móng rồi, đổi cầu rồi chắc ok. Cầu to quá. Dạ không, em đổi rồi, đổi lòng, đổi lòng rồi. Ở lòng cắt móng rồi, lần này chắc ok. Cao hơn mà đúng không? Đều qua đều luôn. Ở đây chắc là khi mày trọng hơn thì phải dùng một chơi thôi. Nhưng mà kim nào cũng hay quá. Nhưng mà vấn đề là kim nào hay hơn. Thì chắc rồi. 19 là yếu nhất. 19 chậm nhất. Con 19 nó hơi chậm nhất. Hai anh em mình là quậy nhất. Hiểu không? Hai anh em quậy banh nhất. Chụp mà banh đuôi banh gánh chứ không phải là chụp ấy là suốt. Tiếp chiều 14 là kết trên trung bình số 0.6. Giờ đúng tốt của 19. Có bài tôi không biết loại như thế nào. Ok, yên tâm rồi, mình yên lắm rồi. Hết mấy hết luôn luôn. À, rất là khó, có thể nói vòng này mà. Chạy, chạy cỡ vậy mà đóng 25 triệu mà còn rung tay rung chân. Clip 05 đi về rồi xong nói bây giờ lừa những con về á, bỏ thả hết rồi. Ê, đến chắc nó quen, quen cái cội đây phải không? Con không muốn nó quen cội đây à? Con nào? Chỗ nào nó cũng quen. Mưa chỗ nào nó cũng quen. Nó lấy xe chỗ nào nó cũng lấy. Mũi nam đi vậy hả? Dạ, nít đi vậy hả? Mũi nam, nam đi vậy. Đúng rồi, bữa nó rớt anh nó bật á. Nó chạy á. Cái còn bữa bên bài 6 nó cũng lấy xe. Bữa Hiếu Hàn chù phải không? Chù. Không có nào vũ hết luôn á. Vũ hết luôn. Không có một con lỗi phụ nào luôn. Có chậm cầu hơn thì khó hơn. Chậm hơn sau bước cầu đó. Chim nào cũng còn chim. Có thể nói vòng này là anh chim rất đẹp. Một em phải không thích. Và có quyền ta phải nắm rất rõ. Những chim nào của chủ cơ vòng này là những chim rất đẹp. Bốn cái chim. Sửa cánh anh là đáng quá. Cho chúng nó sửa cánh. Bốn mười. Chim này. Một hai ba mất xe luôn. Bốn chim này hít cầu và đúng rất từ siêu cấp. Bốn cái chim còn lại là 19, 14, 06, 07. Thì những chim mạnh và thái độ đấu từ đầu siêu cấp. Đó là chim của mày. Đây là những chim này an toàn. Những chim này an toàn và lại ba những chim 19, 14 và 06. Sợ là 19 với lại con 06. 06 gì hả? 19 là trái đèn. Sợ con 06 chết. Sợ con 06. 14 hay chim này chỉ có lỡ nhìn cái đồng đầu thôi. Còn về sau là sự tăng tốc hay chim này khá rõ. Nhưng có chim 14 đã có buông chè thì được. 14 số lớn đi trước. Số 6 anh đi trước. Có sự tăng tốc nhưng đã lỡ nhìn cái đồng đầu. Đúng là quá hay nhưng mà khác hay. Rất tiếc phải chia tay cho chim 06. Vì những chim còn lại là siêu trước. Tiếp nha. Số 5 6 vô á. Số 5, số 5 đi trước. Ủa mình đó là số 5 á hả? Ờ. Dạ đỏ. Sao không đi. Không đi mà không đi ý mới hỏi em đừng nói nặng anh. Không hiểu mới hỏi mình phải trả lời nhẹ nhàng đừng nói nặng. Không anh hỏi mà anh có nói gì đâu. Ok. Rồi, tập trung vào chuyện hôm đi. Không. Thì có. Rồi giải quyết cái lượt đấu đúng không ạ? Bắt đầu. Lấy ra đứng phơi nắng là căng rồi. Dài quá lại không, dài tập không thấy là y chang đó. Lợi thế. Đúng, không nướng thì chưa, giờ nướng được rồi đó, rồi mấy con ngồi lửa lên. Ra khói được rồi đúng không? Dầm nào lúc đấy khói nó không được thì ra khói được rồi. Được rồi. Vô. Đúng rồi, chạy. Vô, chạy. Rồi, 14 đồng. Điều tiên thì đổi phụ tôi ác được. Đổi phụ là có đồng mạng. Mấy cái bài. Mấy cái bài mấy? Hai nhất rồi. 3 và 5. Nó về bước đầu thì mình có bài giảm hơi chậm. Tại vì
Con nâng cái nào quá đánh đủ để vòng này mà đánh giống như mới đánh con sẻ mình số 35 dành sẻ hết bạn để cộng cho bạn đấy gặp sẻ đuôi chết bà đấy đấy cái này cũng phải chấm lâu rồi có một con thôi còn những kia là bắt là hai mặt sau đó mà chạy lại quá bốn mươi bằng không bốn mươi tính cho anh gì bọn nhiều đấy chỉ biết là giống chậu hút sao nó nói nhiều đâu nó rồi nó ra nó cá nhiều giống chậu ra vô hết tiền nó vậy 14 của bạn vô vô các vô các 40 đột rổ rồi. Rồi. Rồi hai con. 14. 14. Cũng mượn 10. 14 40. Có mà có xe được rồi. Có xe chạy được. Cái đầu dưới rồi. Đen dưới má lần. Con thứ 5 lần nào con thứ 5 đụng. Đang có một con rồi, có con 14 rồi. Con 14 rồi sao? Má lần nào con thứ 5. Nó nằm ở tiểu vương là vô cặp. Nó mà nằm bên này thì nó vô. Chưa chắc mà động tài cho con 4. Rồi nha, bốn con nha anh em. Rồi bốn con nha, ok nha. 07 40 14. Cụ Vương vô bốn con nha. Là những có giấy bạc, nhưng cái này cũng đấu đều là dân đầu và có ung xe hết nặng. Ba là an toàn. Còn lại ba cái mục mình lên chùm lòng cái nha. 40 14.